Dạ em Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Phiên mở tối hôm nay là phiên mở tối ngày 12 tháng 12 năm 2023. Hôm nay thì bên cơ sở shop Hoa Lan nhà em tiếp tục cập bến rất là nhiều dòng hàng lan lụ, đặc biệt thêm đó chính là hồ điệp. Có cả dòng hồ điệp siêu thơm, hồ điệp thơm rất là đẹp. Các dòng dendro như dendro Úc, dendro nắng. Dendro nắng thì ở ngoài vườn thì chắc là ngày mai em sẽ cập nhật nhé. Hôm nay đáng nhẽ là em cũng sẽ lên một video nữa đấy để giới thiệu những dòng hàng dendro về ấy. Nhưng mà do hàng về số lượng nhiều quá và số lượng đơn cuối năm nó cũng dồn dập ấy ạ. Nên là hàng hóa cũng xin thông báo luôn ạ. Nếu các bác tại thời điểm này các bác đặt hàng ấy, không phải là lúc nào cũng gửi luôn tại hôm đấy luôn đâu ạ. Có những đơn hàng các bác đặt hàng để hôm sau bên em ấy gửi đơn hàng được. Tại vì thứ nhất là hàng cũng có thể là cũng có những thời điểm cây nó ướt bọn em phải hong khô. Cũng có thể là có những thời điểm mà bọn em đóng hàng không kịp. Ví dụ như những đơn hàng này. Những đơn hàng này của khách này, nhà em đóng hàng gửi đi không kịp này, thì đến ngày mai là sẽ đi chuyến sớm trong ngày mai. Còn hàng hóa thì bây giờ các bác yên tâm là đến cái mùa này là mùa lạnh rồi đấy ạ. Mùa này là mùa lạnh thì vận chuyển miền Bắc kể cả đến 4, 5, 6 hôm một tuần cũng chẳng có vấn đề gì. Còn miền Nam thì vẫn như bình thường 3, 4 hôm là các bác nhận được hàng thôi. Đấy. Tuy nhiên thì cái thời điểm đóng hàng thì bọn em bây giờ hàng hồ điệp để đóng cũng cầu kỳ lắm ạ. Nó cũng không nhanh như những cái dòng hàng khác đâu. Ví dụ như một ngày đóng những đơn lan rừng có thể đóng được 5-70 đơn. Nhưng mà riêng những dòng hàng thuần này chỉ đóng được 3-40 đơn là căng lắm rồi. Tại vì các bác đặt hàng cứ đặt gộp nhiều loại mặt hàng một lúc ấy, chứ không phải là các bác đặt có mỗi một loại mặt hàng đâu. Có những thùng to tướng 5-7 mặt hàng, thậm chí mười mấy 20 loại mặt hàng cơ. Nên là nó sẽ cồng kềnh và thứ hai nó như thế. Và nếu mà trong cái thời gian mà các bác cảm thấy mà lâu quá mà chưa nhận được hàng thì cứ gọi điện cho bên shop nhé, để bên em check đơn hàng cho mọi người. Hàng hôm nay rất là nhiều dòng hàng dendro mới về, rất là đẹp luôn. Và cả những dòng hàng hồ điệp nữa thì em xin phép sẽ lên một video clip để giới thiệu cho mọi người đến những dòng hàng đấy. Và ngoài ra bên shop nhà em có bán thêm cả những sản phẩm phân bón, phân thuốc cho hoa lan. Đây mọi người có thể tham khảo ạ. Các sản phẩm này thì nhà em bán tại cửa hàng để mọi người có thể mua lẻ mỗi loại có thể một loại vài lọ để chăm sóc hoa lan. Và có cả bộ sản phẩm máy tưới lan nhé. Bộ máy tưới lan nhà em vừa mới về, lắp ráp sẵn đầy đủ hết rồi, về chỉ việc sử dụng thôi. Và cái bộ sản phẩm này thì nó là bộ 10m dây, có bộ 15-20m dây đấy. Cần này, bảng điện này. Giá một bộ sản phẩm là 480.000 nhé. Bạn nào mà chưa biết đến bộ sản phẩm nhà em thì có thể tham khảo, bên em sẽ gửi mẫu qua Zalo. 480.000 một bộ và có bảo hành cho mọi người. Và đang chương trình miễn ship ạ. Nói chung là máy bơm em bán gọi là phụ thêm để cho mọi người tưới lan cho nó thoải mái, cho nó nhẹ nhàng thôi. Còn máy tưới lan thị trường có những nơi người ta bán cũng khá là cao ấy ạ. Các bác cứ tham khảo thì sẽ biết. Rồi ạ, và tiếp theo thì em bắt đầu sẽ giới thiệu cho mọi người đến những dòng hoa lan trong ngày hôm nay. Rất là nhiều dòng hàng siêu nụ cho mọi người á. Có cả các dòng chớp bịp này, dendro, trời ơi nhiều lắm. Đây là chỉ một phần trong cửa hàng thôi ạ. Còn những cái hàng ở bên ngoài vườn là em chưa giới thiệu đến đâu. Đấy. Đầu tiên thì em giới thiệu đến hồ điệp các bác nhá. Đến hồ điệp đi ạ. Hồ điệp thì nhà em Nhung sẽ bao ship cho mọi người khi mua từ 10 chậu bất kỳ trở lên. Và hôm nay thì hồ điệp có những mẫu mã như sau. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bác nhá. Và từ giờ đến Tết thì bây giờ ngồng hồ điệp nó cũng phải dài như thế này rồi các bác ạ. Nếu mà ngắn quá mà thời gặp thời tiết lạnh thì sợ nó còn không nở trở Tết cơ. Nên là các bác yên tâm là ngồng này đã đảm bảo cho mọi người thoải mái nhá. Đấy, đỡ lăn tăn. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho mọi người đến dòng màu cam. Đây cái màu hoa của nó là màu cam. Màu cam này là màu cam cam vàng này. Đấy cái bông hoa của nó như thế này. Bông hoa cam vàng nở tại vườn nhá. Cái dòng màu cam này, cái dòng hot hit em bán rất là chạy luôn. Màu cam vàng, lưỡi của nó màu đỏ đỏ này. Đấy. Và dòng này thì em vàng cam này, hàng này là hàng 4 ngồng nụ trong một chậu nhá. Một chậu hàng này là hàng bụi, chậu 2 cây và hàng 4 ngồng nụ trở lên. Tức là ít nhất là 4 ngồng nụ. Đấy, hàng nhà vườn người ta xuất cho em loại nào, mã nào thì em phải nói rõ như thế. Hàng này cây siêu mướt, ngồng đẹp. Em bán với giá là 90.000 đồng một chậu nhá. Đây là dòng vàng cam. Bên cạnh cái dòng vàng cam, một cái loại hàng mà em bán rất là chạy nữa, hôm nay vừa về thêm nữa, đó chính là hồ điệp màu hồng. Hồng này là hồng kẻ nhá. Các dòng này là dòng hoa mini thôi. Nhưng mà hoa mini này thì hoa siêu ngồng, để bán rất là xinh. Cái màu hồng kẻ này để bàn sau này rất là xinh này mọi người. Đấy. Trông vậy thôi, hoa của nó rất là đẹp. Và cái dòng hồng này thì cây của nó cũng không quá to đâu nhá. Cây cũng vừa vừa thôi, ngồng lên đẹp lắm. Hàng này là 4 ngồng nụ nhá các bác nhá. Hàng hồng này cũng là 4 ngồng nụ trở lên, cũng là hàng bụi 4 ngồng nụ trở lên. Dòng này thì ngồng nó hơi còi hơn bởi vì cái dòng hồng bản chất cây nó như vậy đấy ạ. Dòng này 4 ngồng nụ trở lên cũng là 90.000 đồng một chậu nhá. Đấy, đây là 90.000 đồng một chậu. Tiếp theo sang bên đây là cây mãn thiên hồng. Mãn thiên hồng thì hàng nhà em là hàng 2 ngồng nụ đây ạ.
cốc này cốc 3.5. Cái mãn này là hàng Tết toàn 180 thôi đấy ạ. Đợt này em nhập cái mãn này thì rẻ hơn một lửa luôn, 90.000 đồng một chậu cốc mãn 3.5. Số lượng mãn 3.5 này em còn ít nha các bác nhá. Mãn 3.5 cây rất là to. Cây to đẹp, hai ngồng nụ. Mặc dù là cái nụ của nó hơi ngắn nhá. Cái mãn này nụ hơi ngắn một chút. Tất cả các dòng hoa mãn thì đều rất là bền, bền chơi phải đến 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, thậm chí 5 tháng luôn đấy. Riêng mãn thiên hồng. Sang bên đây, tiếp bên đây đó chính là lô vàng chanh. Vàng chanh hay vàng mít. Để mà nói cái dòng chạy hàng nữa đó chính là cây vàng này này. Cái vàng này hoa đẹp lắm. Cho mọi người xem mặt hoa của cây vàng. Đây bông hoa của cái vòng vàng chanh vàng mít này, bông hoa nó đây. Rất là tươi tắn với lưỡi đỏ rất là đẹp. Đẹp chưa? Đấy. Dòng này hoa của nó hôm nay là cái hàng 3 ngồng nha mọi người nhá. Hiện tại cái dòng này hàng 4 ngồng thì nó hết rồi. Bây giờ hàng này 3 ngồng. Cái dòng này với cả cái dòng 4 ngồng kia thì nó lệch đi đâu đó 5.000. Thì em cũng bán cho mọi người cái loại này là 85.000 đồng một cốc nhá. Hàng này 3 ngồng nụ siêu mập luôn. Thực ra thì đối với những cái cây mà một chậu hàng bụi 2 cây như thế này, một chậu hàng bụi 2 cây như thế này mà nó 3 ngồng nụ sau này nó lớn lên, nó phát triển, nó phân nhánh hoa ra các kiểu thì nó cũng đã sum xuê rồi. Riêng hồ điệp bụi này thì các bác mua 2 chậu là tổng là 4 cây đã thoải mái chơi hoa. Đấy, hàng này ngồng rất là đẹp, mập, 3 ngồng hoa nhá. Em bán với giá là 85.000 một chậu. Đây là cốc vàng chanh hay là vàng mít nhá. Cái này các bác gọi tên nào cũng được. Loại này mới về đấy các bác. Còn sang bên đây là sakura, sakura, cái bông sakura. Ai chưa biết dòng này thì hơi phí đấy ạ, bởi vì cái sakura này hoa nó rất là sai hoa. Cực kỳ là sai bông luôn. Mà bông nó đẹp lắm, vòi nó dài. Cái sakura đây. Hàng này em thấy là thị trường đang bán cây đơn nhá, mà hàng hoa đấy đã 85.000 đồng một chậu rồi, đấy là cây đơn. Còn nhà em là bán hàng bụi 2 cây. Cái mã trước thì sakura là 4 ngồng, nhưng mà hàng đợt này thì nó chỉ có 3 ngồng thôi. Em nhập cũng rẻ hơn một chút. Thì giá là 85.000 sakura nhá. Sakura hàng bụi 2 cây trong một chậu, 3 ngồng hoa là 85.000 đồng một chậu. Ra thì cũng có những cái cây mà nó nhú nhú, nụ cái nhú nhú nhỏ nhỏ ấy thì đấy là không tính, cứ tính là 3 ngồng thôi, 3 ngồng cao thôi. Đây ạ, đây là sakura. Em còn một ít cái mãn thiên hồng cốc 2.8. Loại này thì bán 55.000. Mãn thiên hồng cốc 2.8 55.000 nhá. 55.000. Đây là những cái mã hồ điệp nhà em có. À quên mất, còn một cái loại siêu hot ngày hôm nay đó chính là cây tím thơm. Cả nhà ơi, cái bông tím thơm này á, thơm lắm mọi người ạ. Đây cả nhà này, mọi người biết đây là cái cây tím thơm trồng trong cốc bao nhiêu? Cốc 5 chấm đấy các bạn. Cốc này cốc 5 chấm nhá. Tím thơm trồng trong cốc 5 chấm mà chỉ có một cây thôi. Chỉ có một cây thôi nhưng mà hàng này thị trường cực kỳ là hiếm cái dòng tím này. Cái tím này em săn mãi được một thùng thôi các bạn. Mà cái hoa của nó thơm lắm. Màu ánh này rất là đẹp. Đợt rồi em nhớ đâu đó cũng có những shop người ta bán cái màu cam hồ điệp thơm màu tím này này. Giá 70, 80, thậm chí là có những nơi bán 90 một cây. Bởi vì cái chậu to như cái chậu cốc 5 chấm của cái tím thơm là giá thành vài trăm nghìn một chậu cơ. Đấy. Hôm nay sưu tầm được một cái lô hàng cây giống này. Đấy, đẹp chưa? Hàng này thì nó đang lở lốp bốp một vài bông hoa nhá. Và cũng có cây đang nụ chuẩn bị nở hoa. Cái này chỉ để một hai vài hôm nữa là nở toàn bộ thôi. Nhưng bông này là sưu tầm giống nhá. Tím thơm. Cây nó hơi nhỏ nhá mọi người nhá. Cốc 2.8 dòng này hơi nhỏ đấy, không to đâu. Không to một chút nào luôn. Dòng này bản chất cây cũng thế, kể cả cốc 5 chấm cây cũng không to lên là mấy ạ. Hàng này em bán sưu tầm cho mọi người nhá. Màu tím thơm, thơm lắm. Dòng này thuộc dòng hồ điệp thơm. Thơm lắm ạ. Lá mít luôn. À, em xin phép bán với giá là 45.000 một cốc nhá. 45.000 đồng một cốc hồ điệp tím thơm này. Hồ điệp thơm các bác cứ gọi là hồ điệp thơm, bởi vì hôm nay chỉ có mỗi một mẫu mã màu tím thôi. Bởi vì có cả những cái mã màu vàng, những đợt này thì nhà vườn người ta chưa xuất được cái mã màu vàng dòng tím nhá. Còn tiếp theo bên đây là đen rô úc này, bụi rất to nữa mọi người nhá. Bụi rất to và rất là nhiều nụ luôn. Đen rô úc này siêu nụ luôn. Đấy, rất là đẹp. 200.000 đồng một bụi đen rô úc. Hoa tím đậm. Số lượng cũng có giới hạn thôi ạ. Rồi và tiếp theo hôm nay cát về thêm mấy loại nữa rất là đẹp luôn. Em sẽ giới thiệu cho mọi người này. Thứ nhất là cát lông heo xanh. Cái lông heo xanh này cây của nó vẫn rất là đẹp, vẫn bé như vậy thôi.
Cái lông heo này hoa rất là đẹp này. Nó cứ tua tua như này. Hoa rất là độc lạ. Lông heo xanh là 170.000 đồng một cây. Cây bé nhưng mà giống này nó đắt nha mọi người nhá. Lông heo xanh em bán hết rồi đấy. Cháy hàng. Sang bên đây là cây kinh Koran đổi màu. Kinh Koran đổi màu thì hoa của nó là cái màu hoa đổi màu nhất. Lúc mới nở nó sẽ là màu vàng cam. Sau đó là lớn lớn nó sẽ chuyển sang màu hồng như thế. Nó là đổi màu đấy. Cái kinh Koran đổi màu này em cháy hàng hôm trước mà nhiều khách hàng hỏi lắm. Bác nào hôm nay mà xem được video này tham khảo thì có thể ủng hộ em. Dòng này là 220 một bụi nhá. Một bụi to như thế này 220. Thi thoảng mới có cây có mèo thôi. Mà em cũng xin nói luôn là nhà em bán hàng là em bán hàng lá nhá. Bán hàng lá. Còn hàng mèo này em không bán đâu. Có đâu đâu. May mắn là lô nào có mèo về thì mình được chơi hoa thôi. Còn không có mèo thì mình vẫn chơi hàng lá bình thường đúng không ạ? Tại vì sao em nói như vậy? Bởi vì hôm vừa rồi em bán hàng mèo có vài chậu có mèo ấy, gửi đi thì không may ấy. Không tránh được cái việc sai sót là đi hàng cây cối nó bị gãy đâu. Để mà nói mà không gãy thì chắc chắn là không có. Nó vẫn sẽ có những cái rủi ro nhất định nào đó. Nhưng mà hôm đấy thì lỡ may là nó bị gãy mất cái ngồng hoa. Nhưng mà chậu của nó nhiều thân lắm các bạn. Ví dụ một cái chậu này xum xuê bao nhiêu thân. Ví dụ gãy một cái ngồng hoa thì thôi, thì khách nào dễ thì người ta xi nhê, người ta bỏ qua, người ta nhắc nhở. Khách nào khó thì gọi là khó thì bớt cho một chút, chút ít thôi. Nhưng mà khách nào khó quá các bác đừng bớt như kiểu bớt trên trời nhá. Cái chậu hoa của em mà bác đòi bớt 6 cây này bán 220 mà bớt cả ship vào còn có 180. Bây giờ nhá, cái ship của nó ít nhất là 30.000. Mà bây giờ các bác bớt cho em còn có 180 cây thì thành ra cây của em còn có 150. Mọi người bớt nó cũng phải vừa vừa phải thôi. Nên là em bán là em bán hàng lá, em không bán hàng nụ đâu ạ. Bác làm mua nụ thì em sẽ nhặt cho hàng nụ. Nhưng mà chấp nhận là nếu mà đến nơi nó lỡ may nó bị gãy nụ ấy thì mọi người thông cảm. Nó cũng bằng giá tiền hàng lá như thế này thôi, như nhau hết thôi. Đấy, nói trước để cho nó đỡ mất lòng nhá. Không đến nơi các bác bớt như thế em không có lãi đâu. Mà em còn thậm chí là lỗ đấy ạ. Sang bên đây là cái cây, cây này là cây Nakom Cherit Delight 3 này. Hôm nay em về bụi to luôn. Hôm trước cái Delight 3 bụi bé xíu xíu. Cái màu là màu cam lưỡi, lưỡi đỏ nhá. Màu cam lưỡi đỏ nhá. Bụi bé xíu của nó ít thân lắm. Bằng một nửa cái này luôn, mà không bằng một nửa luôn. Đã là 120.000 rồi. Bụi hôm nay nó phải gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi á. Bụi này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 190.000 nhá. Nakom Cherit Delight 3 này, bụi to này. Hàng chậu to mọi người nhìn mê ly hơn hẳn luôn. Còn đây là màu đỏ chùm này. Cái đỏ này là đỏ chùm zin zin. Cái cây này là cây đỏ tú cầu đấy ạ. Bụi to. Cái hàng bụi to này không chứ em bán nã này bao nhiêu ta? Không biết là 150 hay 100 mấy đấy. Cái này đợt trước em nhớ là 150 hay 180 ấy. Cái này em sẽ xem lại giá. Nhưng cái đỏ tú cầu này mới về cái lô đợt này bụi to nhá. Em sẽ xem lại giá ở ngày mai. Có về thêm cả cái cây này là cây mặt trời Bangkok đỏ này. To lắm. Một chậu hai cây nhá, chứ không phải chậu đơn nhá. Chậu nhà em chậu đôi nhá. Dáng hương mặt trời Bangkok màu đỏ. Một chậu đôi này 100 mấy ta, 150.000 đi. Vua mèo đỏ. Đây cho mọi người xem màn hoa của vua mèo đỏ này. Đây vua mèo đỏ này, bông to lắm. Bông hoa vua mèo đẹp lắm này. Đẹp chưa? Cây bé xíu xiu mà bông to vĩ đại luôn. Tòng đen đô này rất là đáng chơi. Hàng này hàng nhiều thân đấy. Bởi vì thị trường bán cái chậu ít thân lắm. Có 1-2 thân thôi. Hàng này bán 100.000 này. Damari này. Damari về thêm này. Damari màu cam 150.000 một chậu. Hoa bông hoa rất là dày dặn, bông to. Trắng họng cam, trắng họng đỏ cũng có. Discolor xưa này. Về thêm này, cái discolor xưa này 100.000 bụi to tướng luôn, vĩ đại luôn, lá xếp rụt dịp. Mai em sẽ quay chi tiết hơn. Hôm nay thì em quay gọi là qua qua loáng thoáng thôi. Kiểu mỡ gà mới về thêm ít nữa để trả đơn này. Hàng này nó không có đâu cuối năm. À đây. Đây là kiểu trắng mọi người nhá. Kiều trắng, sorry mọi người, đây cái kiều trắng, kiều đột biến đấy. Kiều đột biến, mẹ cho con mượn cái iPad để con cho mọi người xem cái mặt hoa. Cái kiều đột biến này là cái kiều trắng hôm vừa rồi em bán hết rồi ấy. Đây, cái kiều đột biến cho mọi người xem này, mặt hoa của nó đây. Đây này, cái bông hoa của kiều đột biến đây này. Đấy. Đỏ này ngày xưa đắt lắm, đắt cực kỳ luôn ấy. Đấy, cái loại này thì em bảo đảm chuẩn giống cho mọi người nhá. Chiều cao đợt này hơn gang tay cơ, cây tao to lắm. 250.000. Đây là lô mới nhá, lô hôm trước em lấy ít để hết hàng rồi. Em nợ đơn em lấy thêm đấy, chứ không em dừng kiều từ lâu rồi. Tại vì sao các bác? Cuối năm em không bán kiều đâu. Kiều này kiều bán đầu năm cơ.
đầu năm thì không bao giờ có cái giá này. Đầu năm mà đến cái mùa kiểu kiều ấy là chắc chắn cái dòng kiều đột biến này nó phải 300 mấy, 350, 350, 380 thậm chí là hơn. Bởi vì song Lâm Đồng người ta bán cái kiều này đắt cực kỳ luôn, cho lên chậu nhựa ấy, đắt lắm. Còn đây là cái lô kiều em lấy được rẻ đấy. Còn cái chậu mà nó tầm gang gang này nó lại nhiều thân hơn. Đấy, thì loại này em bán với giá là 250 một chậu kiều đột biến nhá. Còn cái loại là loại mỡ gà này, mỡ gà xịn luôn. Loại này là 150. Em có về thêm mấy chậu để em trả đơn cho khách. À đây bò đỏ này. Đây đồ bò đỏ này. Đây mọi người ơi, cái bò đỏ này. Nợ đơn rất là nhiều các bác. 90.000 nấu chậu bò đỏ. Đen đô bò đỏ nhá. Bò đỏ ấy. Về được có ít 15 cây thôi. Cây tơ mướt đẹp. Bò đỏ nó hot hơn là cái dòng bò tím với cả bò blue. Loại này ít về. Chóp hồng. Chóp hồng em vẫn bán là 150.000 một cây. Cũng nhiều thân đấy. Này chuẩn chóp chưa? 150. Đấy 150.000 nhá. Một cây chóp hồng bụi nhiều thân nhá. Còn đây là 5 cánh trắng quốc dân này. Bụi nhiều thân này. Quốc dân đợt này thì cả giờ thì vườn người ta cũng hết lại to ấy. Giờ người ta cũng có nhiều thân nhưng thân nó hơi lùn một tí. Thì quốc dân đợt này em bán 120 nhá. Bình thường là 140 đấy ạ. Quốc dân thì bụi nó vẫn nhiều thân nhưng mà giờ nó lùn hơn là so với các năm đợt trước là 122 thôi. Đó chưa bán 140. Chớp sao băng. Lại về thêm chớp sao băng. Chớp sao băng thì thường là có cả những cái kỳ thân già ấy, nên nhìn cây của nó sẽ hơi già thân một chút nhá. 130.000 đồng một chậu chớp sao băng. Hoa rất là đẹp. Chớp sao băng. Còn cái gì mới về không nhỉ? Còn đây là chớp bịp. Ôi, nhiều hàng quá các bạn. Em nói chung là quay đến thời điểm này em rất là mệt rồi đấy. Nhiều khi cũng phải cố hàng về nó nhiều ấy. Hàng Tết nhiều ấy. Chấp bịp này. Nhớ ghi hình nhá. Chấp bịp hôm nay em về thêm một lô hàng mới này. Em sẽ ký hiệu cho mọi người là mã chữ B nhá. Mã chữ B chấp bịp. Hiện tại là 8 giờ hơn tối mà chưa ăn cơm đấy mọi người ạ. Nên là mọi người ủng hộ em, đừng có bom hàng em với cả những bác khó tính quá thì đừng có đừng có khó tính quá. Thật sự là hôm nay em cũng kể luôn là hôm nay em gửi cho khách một cái đơn hàng Denro 600.000. Thì nhà em đang bán Denro cái loại 60.000 thì mua 10 tặng 1 miễn ship không? Thế đơn hàng của khách là 600.000 được 11 cây xong lại cước của khách là 60.000 rồi. Thế thành ra là một cái đơn hàng này khách không phải mất cước, nó chỉ có nhận hàng, tính ra tiền hàng chỉ có 540. Hôm nay thì không may đến nơi nó bị gãy một vài cái nụ hoa. 11 cây thì dính 3 đến 4 cây gãy nụ thôi ấy. Thì khách trừ cho em hẳn 100.000. Em chẳng biết mà một cái nụ nó có đáng giá đến 100.000 không. Nên là khách khó khăn quá. Em ký hiệu đây là mã B1 nhá. B1 chấp bịp này. Lô chấp bịp hôm nay phải đảm bảo mọi người là quá là chất lượng. Thứ nhất là thân nó mập. Và hôm nay thì hàng này hàng lá nhá, rất là nhiều thân. Thân mập lắm. Mã B1 này, chớp bịp này. Rất là đẹp. 200.000. Chớp bịp hôm nay mập lắm. Mã B2 chớp bịp đang nhú nụ này. Ba thân, mập đẹp lắm, cũng 200. Mã B3 190.000. Thân này cao, cái này thì mới cắt ngồng, 190 mã B3 này. Mã B4 chớp bịp. Ôi, chỗ này hiện tại là 2. Cái nụ này, đây cái nụ nữa là 3 này. Chậu này này, 3 cái nụ nhá. Cắt ngồng mấy lần thôi. Chậu này em bán là 200. Đấy, cây này cắt nụ mấy lần. Còn cây kia là cây tơ, mã B4 này. Mã B5 chấp bịp này, ui cũng 2 nụ này. Cây này thì tơ hơn, chưa cắt ngồng mấy. Cũng 200.000, cây này tơ nhá. B5, mã B6 này. Cây này cũng rất là đẹp để đăng nụ này. Cũng 200 này, mã B6 chấp bịp này. Mã B7 chấp bịp này. Đợt này chấp bịp đẹp lắm. 200. Mã B8, ôi, mã này thì nó chưa nụ hoa nhưng hai cái mầm tơ này siêu lực luôn. Cây này chưa có nụ nhưng mà em nói thật em rất là thích cái độ lực của cây ấy, cho em bán 220 nhá. Và B8 này, mã B9 này, cây này đang nụ này. Đang nụ đẹp lắm, 200 này.
Đây cây 220 nhiều thân hơn. B9 200 này. B10. Ok này cũng hoang nụ đẹp này. Trời ơi, chốt bịp lần này siêu đẹp luôn, 200.000 này. B11 này. Chớp bịp 200. B12 chớp bịp 190. B12. B13 chớp bịp cũng đăng nụ này. Cái này ít thân hơn, để 190 thôi. Cũng hai nụ ấy nhưng mà nó hai thân nhưng mà thân mật lắm. Cái này 190. 13 và B14 chớp bịp này. Cây này nụ đẹp này, cũng nhiều thân này, 200 này. Đây hôm nay mã chớp bịp hôm nay em bán gọi là phiên phiến ấy. Bác nào lấy cái mã nào ưng thích thì các bác chốt đơn thôi em nhé. Em quay muộn rồi ấy, thành ra là em cũng không có hơi sức rồi, em quay chi tiết thôi. Các bác xem hộ em mặt hàng nó ưng, các bác lấy hộ ủng hộ em nhé. Hàng nó nhiều loại lắm. Còn ngày mai thì em sẽ ra em giới thiệu cho mọi người những dòng hàng dân phòng và những dòng đen đô nắng ở bên ngoài vườn nhé. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.